Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Trong video bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hành bài số 16. Unit 16, At the Campsite. Trong bài học này, các em được học danh từ campsite, địa điểm hay là nơi cắm trại. Và chúng ta có cụm từ at the campsite, ở nơi cắm trại. Các em hãy nghe và nhắc lại theo cô nhé. Campsite. Campsite. At the campsite. At the campsite. Trong bài này, các em được học thêm một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. T. Và chữ cái này khi xuất hiện trong các danh từ dưới đây thì chữ cái lại được phát âm là T. Bây giờ chúng ta cùng đọc các danh từ có chứa chữ cái và âm này nhé. Chúng ta có danh từ đầu tiên tent, có nghĩa là lều hoặc là rạp. Danh từ thứ hai teapot, ấm pha trà. Và danh từ tiếp theo blanket, chăn hoặc là mền. Bây giờ các em hãy nhắc lại theo cô chữ cái, âm và ba danh từ này nhé. Tea. Tea. Tent. Tent. Teapot. Teapot. Blanket. Blanket. Trong bài chúng ta cũng được học giới từ near, gần, ở gần, và danh từ fence, hàng rào. Chúng ta có câu the tent is near the fence, cái lều ở gần hàng rào. Các em hãy nhắc lại theo cô các từ và câu này nhé. Near. Near. Fence. Fence. The tent is near the fence. Chúng ta có danh từ table, cái bàn. Và chúng ta có cụm từ là on the table, ở trên bàn. Các em có thể nói câu the teapot is on the table, ấm pha trà ở trên bàn. Các em hãy nghe và nhắc lại theo cô nhé. Table. Table. On the table. On the table. The teapot is on the table. The teapot is on the table. Tương tự như vậy, các em có thể nói câu the blanket is near the tent, cái mền ở gần cái lều. Now say again, các em hãy nhắc lại nhé. The blanket is near the tent. The blanket is near the tent. Từ câu vừa rồi, các em có thể chuyển thành câu hỏi như sau. Các em sẽ đảo động từ to be is lên đầu câu và chúng ta sẽ được câu hỏi is the blanket near the tent? Cái mền ở gần cái lều phải không? Và đối với dạng câu hỏi này, các em sẽ có hai cách trả lời. Cách thứ nhất, yes, it is, là phải. Và cách thứ hai, no, it isn't, không, không phải.
Nếu như chúng ta trả lời theo cách thứ hai, thì các em có thể nói thêm một câu nữa. It's in the tent. Nó ở trong cái lều. Bây giờ, các em hãy nghe và nhắc lại theo cô câu hỏi và hai cách trả lời này nhé. Is the blanket near the tent? Is the blanket near the tent? Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. It's in the tent. No, it isn't. It's in the tent. Tương tự như câu hỏi vừa rồi, các em có thể đặt câu hỏi với các danh từ khác. Ví dụ như, Is the teapot near the table? Ấm pha trà ở gần cái bàn phải không? Và chúng ta cũng có hai cách trả lời tương tự như vừa rồi. Yes, it is. Phải. No, it isn't. It's on the table. Không, không phải. Nó ở trên bàn. Now say again. Các em hãy nhắc lại theo cô nhé. Is the teapot near the table? Yes, it is. No, it isn't. It's on the table. One. Listen and repeat. Yêu cầu của phần 1, nghe và nhắc lại. Trong phần này, các em sẽ nghe và nhắc lại theo máy, chữ cái, âm và ba danh từ này nhé. Tea. T. Tent. Teapot. Blanket. Two. Point and say. Yêu cầu của phần 2, chỉ và nói. Các em hãy chỉ vào chữ cái, âm và các bức tranh này để thực hành nói lại các danh từ các bạn nhé. Listen and chant. Yêu cầu của phần 3 là chúng ta sẽ nghe và thực hành theo máy một bài hát. Trước khi thực hành bài hát này, các em hãy cùng cô xem nội dung của bài. Tent. The tent is near the fence. Blanket. The blanket is in the tent. Teapot. The teapot is on the table. Cái lều ở gần hàng rào. Cái mền ở trong lều. Ấm pha trà ở trên bàn. Tent. The tent is near the fence. Blanket. The blanket is in the tent. Teapot. The teapot is on the table. Four. Listen and circle. Yêu cầu của phần 4, nghe và khoanh tròn. Đối với dạng bài tập này thì các em đã rất quen thuộc trong các unit trước. Trước khi chúng ta nghe và chọn đáp án để khoanh tròn, các em nên quan sát kỹ các bức tranh. Chúng ta hãy nhớ ra và tìm ra các danh từ, các từ, cụm từ hoặc câu có liên quan trực tiếp đến từng bức tranh. Và điều đó sẽ giúp cho các em nghe và chọn đáp án được dễ dàng hơn. Các em sẽ nghe lần thứ nhất để khoanh tròn. Và lần thứ hai, nghe lại cùng cô để kiểm tra đáp án nhé. 1. The teapot is on the table. 2. The blanket is in the tent. 1.
The teapot is on the table. Như vậy ở câu 1, các em nghe thấy là The teapot is on the table. Ấm pha trà ở trên bàn. Cho nên đáp án chúng ta chọn sẽ là A. 2. The blanket is in the tent. Ở câu 2, các em nghe thấy là The blanket is in the tent. Cái mền ở trong lều. Cho nên đáp án của chúng ta chọn sẽ là B. 5. Write and say. Yêu cầu của phần 5, viết và nói. Chúng ta sẽ viết các chữ cái vào đây để được các danh từ hoàn chỉnh, phù hợp với bức tranh. Và sau đó, các em hãy nói các danh từ này. Ở bức tranh đầu tiên, các em nhìn thấy đây có một cái lều. Và chúng ta sẽ viết vào đây cho cô chữ cái T. Chúng ta được danh từ tent. Ở bức tranh thứ hai, các em có thể thấy có ấm pha trà. Và chúng ta cũng viết chữ cái T. Chúng ta được danh từ teapot. Bức tranh thứ ba cũng là chữ cái này và chúng ta được danh từ blanket. 6. Listen and repeat. Yêu cầu của phần 6, nghe và nhắc lại. Trong phần này, các em sẽ nghe và nhắc lại theo máy câu hỏi và câu trả lời. Is the blanket near the tent? No, it isn't. It's in the tent. Chúng ta có câu hỏi, is the blanket near the tent? Cái mền ở gần cái lều phải không? Và câu trả lời, no, it isn't. It's in the tent. Không, không phải, nó ở trong cái lều. Let's talk. Yêu cầu của phần 7 là chúng ta sẽ thực hành nói. Trong phần này, các em có một câu hỏi và một câu trả lời. Và câu hỏi, câu trả lời đã được gợi ý trước một số từ. Phần bỏ trống, các em hãy dựa vào các bức tranh. Chúng ta tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Sau đó, các em sẽ thực hành hỏi và trả lời với bạn mình nhé. Như ở bức tranh A, các em có thể nhìn thấy một cái lều. Và ở trong lều thì có một cái mền. Như vậy, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là Is the blanket near the tent? Cái mền ở gần lều phải không? Và chúng ta dựa vào bức tranh thì các em có thể trả lời là No, it isn't. It's in the tent. Không, không phải. Nó ở trong lều. Picture B. Còn ở tranh B, các em có thể nhìn thấy một ấm pha trà ở trên bàn. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi Is the teapot near the table? Ấm pha trà gần bàn phải không? Và câu trả lời No, it isn't. It's on the table. Không, không phải. Nó ở trên bàn. Còn bức tranh C thì chúng ta có thể thấy có một cái bàn ở trong lều. Và các em có thể đặt câu hỏi Is the table near the tent? Một cái bàn ở gần lều phải không? Và câu trả lời No, it isn't. It's in the tent. Không, không phải. Nó ở trong lều. Let's sing. Yêu cầu của phần 8 là hãy hát. Trước khi thực hành bài hát này theo máy, chúng ta hãy cùng xem nội dung của bài nhé. Is the blanket near the tent? Cái mền ở gần lều phải không? No, it isn't. It's in the tent. Không, không phải. Nó ở trong lều. Is the table near the tent? Cái bàn ở gần lều phải không? No, it isn't. It's in the tent. Không, không phải. Nó ở trong lều. Is the teapot near the table? Ấm pha trà ở gần bàn phải không? No, it isn't. It's on the table. Không, không phải. Nó ở trên bàn. We'll be right back.
Đó là toàn bộ 8 phần trong sách giáo khoa của bài số 16. Trong bài này, các em có một số từ, cụm từ, câu, mẫu câu hỏi, câu trả lời mà chúng ta cần chú ý. Bây giờ, các em hãy nghe và nhắc lại theo cô một lần nữa. Sau đó, đừng quên ghi tất cả các nội dung này vào vở, học thuộc và chuẩn bị cho bài học tiếp theo. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ còn một bài ôn nữa. Sau đó, các em sẽ thực hành ôn tập để thi hết học kỳ 2 các bạn nhé. Thì Tent, teapot, blanket, near, fence. The tent is near the fence. Table. On the table. The teapot is on the table. The blanket is near the tent. Is the blanket near the tent? Yes, it is. No, it isn't. It's in the tent. Is the teapot near the table? Yes, it is. No, it isn't. It's on the table.